Thưa quý vị và các bạn, chỉ còn khoảng hơn một tháng nữa là các thí sinh sẽ bước vào kỳ thi Trung học phổ thông quốc gia. Ở các trường trung học phổ thông trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long, không khí ôn tập đang bước vào giai đoạn nước rút để các em có được kiến thức từ cơ bản đến nâng cao và kỹ năng làm bài thi để chuẩn bị bước vào một kỳ thi quan trọng cho cả hai mục tiêu, xét tốt nghiệp và xét tuyển vào đại học cao đẳng. Trong chương trình giáo dục đào tạo kỳ này, chúng tôi sẽ đề cập đến không khí ôn tập ở các trường trung học phổ thông và các thí sinh tự do để đạt được kết quả tốt nhất ở kỳ thi Trung học phổ thông quốc gia sắp tới. Mời quý vị và các bạn theo dõi. Đến thời điểm này, hầu hết các trường trung học phổ thông ở Vĩnh Long đã hoàn thành việc tổ chức thi học kỳ 2 cho học sinh khối lớp 12. Hồ sơ đăng ký tham dự kỳ thi và đang hoàn tất hồ sơ học bạ xếp loại để kết thúc năm học trước ngày 31 tháng 5 theo đúng khung chương trình năm học do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành. Năm nay, Bộ Giáo dục và Đào tạo không tổ chức biên soạn tài liệu hướng dẫn ôn tập cho kỳ thi nên các trường đã chủ động xây dựng kế hoạch ôn tập cho học sinh lớp 12 phù hợp với từng nhóm đối tượng. Nội dung ôn tập chủ yếu về chuẩn kiến thức, kỹ năng nằm trong chương trình giáo dục cấp trung học phổ thông. Do lần đầu tiên tổ chức kỳ thi 2 trong 1 nên công tác ôn tập được các trường thực hiện rất chu đáo. Kể từ khi Bộ Giáo dục và Đào tạo công bố các mẫu đề thi Trung học phổ thông quốc gia 2015, các trường trung học phổ thông ở Vĩnh Long đã tăng tốc tổ chức ôn tập cho học sinh, bám sát theo mẫu đề thi của Bộ Giáo dục Đào tạo. Đặc biệt do năm nay, đề thi được dự báo là tương đối khó, nên các trường này đã có kế hoạch cụ thể tới từng giáo viên trong việc tổ chức ôn tập cho học sinh. Một số trường còn lựa chọn ra những giáo viên giỏi dạy các lớp ôn tập ở 8 môn dự thi Trung học phổ thông quốc gia gồm toán, văn, ngoại ngữ, hóa học, vật lý, lịch sử, địa lý. Bên cạnh đó, một số trường còn tổ chức các đợt thi thử theo dạng đề thi minh họa của Bộ Giáo dục và Đào tạo để giúp học sinh làm quen với dạng thức đề thi mới. Đồng thời qua đó giúp các thầy cô giáo và học sinh rút được bài học kinh nghiệm để tiếp tục có kế hoạch bồi dưỡng ôn tập phù hợp. Đến giờ phút này thì nhà trường thì đã có hai kế hoạch ôn tập, tức là gồm chia làm hai đợt và hiện bây giờ đã vô đợt 2. Và trong đợt 2 này sẽ dự kiến là trong 6 tuần và bắt đầu vô tuần thứ nhất của đợt 2. Còn về phía quá trình ôn thì giáo viên ôn tập họ làm đúng theo cái kế hoạch và trong đó trong từng tiết dạy đều có kế hoạch cụ thể. Còn về tâm thế chuẩn bị lên lớp của họ thì rất là tốt và đặc biệt là dự giờ để trao đổi kinh nghiệm. Còn về phía học sinh thì đại đa số học sinh họ tiếp thu rất là ổn, nó tiếp thu rất ổn. Và trong quá trình mà thực hiện thì bây giờ đang chờ tới một cái việc rất mong đợi, đó là cái kỳ thi thử sắp tới để mình tiếp tục rút kinh nghiệm nữa cho cái kỳ thi chính thức vào tháng 7. Nói chung tình hình ôn tập hiện nay thì nhà trường cũng thấy cũng khá khả quan. Tới đây thì chuẩn bị thi thử 4 ngày, bỏ thi thử. Thì qua thi thử nhà trường sẽ rút kinh nghiệm tiếp tục và chỉ đạo cụ thể hơn về cái thi Trung học phổ thông quốc gia rồi để xét tuyển vào đại học. Thì từ đó nhà trường sẽ điều tiết và chiến lược của mình lại. Nhưng nói chung là hiện nay cũng tương đối là cũng an tâm. Đối với trường Trung học phổ thông Mang Thít, mặc dù là một trường huyện nhưng có tỷ lệ đậu tốt nghiệp hàng năm là 100%, nên công tác ôn tập được nhà trường hết sức chú trọng nhằm cố gắng giữ vững truyền thống vốn có của mình. Năm nay trường có 384 thí sinh đăng ký tham gia kỳ thi Trung học phổ thông quốc gia, trong đó có 25 thí sinh chỉ có nguyện vọng xét tốt nghiệp. Việc đăng ký môn thi năm nay thì khối thi truyền thống chiếm ưu thế. Riêng môn lịch sử chỉ có khoảng 23 em đăng ký thi. Vì thế, sau khi kết thúc học kỳ 2, nhà trường đã phân bổ thời gian ôn tập theo nguyện vọng đăng ký của học sinh, theo những môn tự chọn và bắt buộc. Theo đó, những môn bắt buộc các em sẽ được học vào các buổi sáng trong tuần, còn những môn tự chọn sẽ được sắp xếp vào buổi chiều. Nhà trường tổ chức ôn tập cả hai buổi. Bên cạnh đó, trường còn tích cực quan tâm giúp đỡ những em học sinh yếu để củng cố kiến thức, giúp các em theo kịp chương trình với các bạn trong lớp. Thời gian tổ chức ôn tập cho các em này cũng linh hoạt, phù hợp với điều kiện của trường và đảm bảo hiệu quả trong công tác giảng dạy.
Không chỉ có trường Trung học Phổ thông Mang Thít, mà ở thời điểm này, không khí ôn tập ở các trường trung học phổ thông khác nhìn chung đều ở vào giai đoạn cao điểm. Cả thầy và trò đều thể hiện quyết tâm cao trong kỳ thi Trung học Phổ thông Quốc gia sắp tới để có thể gặt hái được kết quả khả quan. Thầy cô thì tận tụy giảng dạy cho học sinh làm sao để các em có thể nắm bắt được toàn bộ kiến thức cơ bản, vận dụng kiến thức linh hoạt vào những bài nâng cao, xử lý đề thi nhanh nhạy. Do đó, vai trò của người giáo viên hết sức quan trọng, giảng dạy làm sao để vừa thu hút học sinh, nhưng cũng vừa giúp các em tiếp thu bài nhanh chóng, từ đó biết phát huy năng lực, vận dụng kiến thức đã học để làm bài thi một cách tốt nhất. Ngoài cái việc là cung cấp cho các em những cái kiến thức cơ bản, thì giáo viên chúng tôi còn hướng dẫn cho các em nắm được cái kỹ năng làm bài, rồi rèn luyện cho các em những cái dạng đề nâng cao mở rộng, rồi bên cạnh đó là phải cung cấp thêm cho các em những cái kiến thức thực tế từ đời sống xã hội, cũng như là hướng dẫn các em sưu tầm những cái kiến thức đó để áp dụng vào trong những cái bài làm theo cái hướng mở. Rồi bên cạnh đó thì giáo viên thì cũng trao đổi những cái tư liệu, những tài liệu có liên quan đến cái kiến thức ôn tập, rồi cũng phải dự giờ để trao đổi rút kinh nghiệm từ đồng nghiệp của mình. Và hy vọng rằng thì trong thời gian sắp tới thì trường chúng tôi sẽ đạt được cái kết quả thật cao. Với cách ra đề theo hướng đổi mới như năm nay, ngoài sự truyền đạt của thầy cô, còn đòi hỏi học sinh phải chủ động, linh hoạt để tự chiếm lĩnh tri thức, tăng cường khả năng tư duy nhiều hơn để trả lời những câu hỏi mang tính thực tế cao. Thay vì như trước đây chỉ cần bám sát kiến thức sách giáo khoa, các em đã có thể giải quyết được vấn đề nêu ra. Nhưng năm nay, bộ ra đề thi theo hướng phát triển năng lực người học. Vì thế, việc học tủ, học dẹt như trước đây không còn phù hợp. Trước những yêu cầu đó, ngoài những giờ học trên lớp, các em học sinh đã nỗ lực tăng cường việc tự học ở nhà và sưu tầm các đề thi trên mạng để giải thêm, nhằm củng cố kiến thức và nâng cao kỹ năng làm bài của mình. Ngoài môn thi bắt buộc thì em chọn thêm 3 môn để thi và thi tốt nghiệp và xét đại học là lý hóa và sinh. Ngoài thời gian học trên lớp thì ở nhà mình sẽ tìm thêm những bài tập của thầy cô cho hoặc là trên mạng để mình rèn luyện và làm thêm bài tập thật nhiều, để mình vững kiến thức để đi ôn thi và thi đạt kết quả tốt. Cái giai đoạn này thì thầy cô đã đang ôn lại cho chúng em cái phần kiến thức của năm 12 để chúng em thi tốt nghiệp, và có những buổi thầy cô dạy những chuyên đề nâng cao của phần kiến thức lớp 10 và 11 nằm trong kỳ thi để tụi em giải những cái câu hỏi khó trong đề đại học. Cho đến thời điểm này là giai đoạn nước rút, tụi em cũng như các bạn đang nỗ lực hết sức mình để chuẩn bị tốt cho kỳ thi. Đến bây giờ thì em cảm thấy cũng đã tự tin để mình bước vào kỳ thi, và em sẽ nỗ lực hết sức mình để có một cái thành tích cao trong kỳ thi sắp tới. Ngoài việc học ở trường là học 4 môn, 3 môn bắt buộc và 1 môn thi tốt nghiệp, thì em còn học thêm những thầy cô ở ngoài với những môn khác, hoặc là sau khi học ở trường về, học buổi sáng về thì em thường tự học tra khảo thêm những cái đề đại học ở trên mạng, rồi có thể tự làm, nếu làm không được thì có thể hỏi thêm các thầy cô. Ngoài ra những giờ mà chính khóa ở trong trường á, thì khi mà về nhà thì các em còn có thể là ôn bài, tự sưu tầm những cái bài mà ở trên mạng, hoặc là những cái cuốn tuyển sinh mà các bài học mà do các thầy ở miền khác là đưa ra, là em tự giải rồi xem kết quả như thế nào. Nếu mà không hiểu thì có thể vào trường để hỏi các thầy để được chỉ dẫn thêm. Đối với những em học sinh đang theo học lớp 12 thì việc ôn tập có nhiều lợi thế hơn so với các thí sinh tự do. Phần lớn các em đã có khoảng thời gian bị gián đoạn kiến thức phổ thông do theo học ở các trường cao đẳng. Những em thi trượt đại học ở những năm trước, năm này muốn tìm kiếm cơ hội học tập ở giảng đường các trường đại học. Đối với những thí sinh tự do thì việc ôn tập trong thời gian đầu có nhiều khó khăn hơn. Tuy nhiên đa phần các em đều ý thức về tầm quan trọng của kỳ thi nên cũng đã nỗ lực rất cao để củng cố kiến thức và rèn luyện kỹ năng làm bài thi để khắc phục những điểm yếu, bổ sung vận dụng những kiến thức có được để giải những bài tập nâng cao, đáp ứng tốt yêu cầu ở kỳ thi năm nay.
Năm trước thì công an lấy lúc nào cũng lấy điểm cao, cho nên em đã thi trượt. Nên năm nay em cố gắng quyết tâm rất nhiều để thi đậu trong năm nay. Lúc đầu thì em trong quá trình học tập của em thì gặp nhiều khó khăn lắm. Nhưng mà sau khi em vô trung tâm học thì dưới sự giúp đỡ tận tình của thầy cô chỉ dạy cho em, nên em đã kiến thức về kiến thức cơ bản thì em đã nắm vững được. Dạ. Rồi em sẽ quyết tâm là năm nay nhất định sẽ đậu. Do năm trước là em không may mắn là không có đậu vào trường đại học, cho nên năm nay em quyết tâm là đi luyện thi đại học để thi đậu kỳ thi năm nay. Do bỏ một số bỏ thời gian nhiều cho nên em đã mất một số kiến thức cơ bản. Vào lớp thì được thầy cô ôn luyện những kiến thức cũ, cho nên em cũng nắm vững được một số kiến thức. Về nhà thì em xem sách giáo khoa và lên mạng tìm hiểu một số bài tập để rèn luyện vững tin là sẽ năm nay thi đậu đại học. Em cũng vô trễ hơn so với các bạn vì vấn đề gia đình, cho nên là tháng giêng mới bắt đầu học, cho nên vô kiến thức cũng chưa có nắm vững được. Thì ở trên lớp thì em nghe thầy giảng, về nhà thì em cũng làm lại một số bài tập với kèm theo một số bài tập ở trên mạng để nắm vững kiến thức hơn. Hồi năm rồi em thi vô trường cảnh sát nhân dân, nhưng mà vì lấy điểm cao quá nên em không đủ đạt. Năm nay em cũng quyết tâm em ôn thi lợi. Đến thời điểm này thì kiến thức em đã cơ bản được củng cố, và còn hơn một tháng nữa thì em sẽ cố gắng hoàn chỉnh kiến thức của mình để quyết tâm trong kỳ thi tới. Trước đây em cũng đã từng thi kỳ thi đại học năm 2013 và em cũng đã đậu đại học, và sau đó em được định gọi nhập ngũ, em mới nhập ngũ, và bây giờ em sức ngủ, em muốn thử sức lại mình với một lĩnh vực mới. Em yêu thích ngành kỹ thuật quân sự nên em mới vô trung tâm luyện thi. Lúc đầu thì em gặp rất là nhiều khó khăn, nhưng với sự giảng dạy nhiệt tình của thầy cô và sự giúp đỡ của bạn bè nên giờ em cũng thấy ổn. Là sinh viên của Trường Đại học Xây dựng Miền Tây đã tốt nghiệp khóa 2014 với ngành xây dựng dân dụng và công nghiệp hệ cao đẳng, em Nguyễn Tiến Anh muốn học liên thông lên đại học để có nhiều cơ hội nghề nghiệp trong tương lai. Vì thế, ngay từ đầu tháng 9 năm 2014, Tiến Anh đã đăng ký vào ôn luyện ở một trung tâm luyện thi ở thành phố Vĩnh Long. Em dự kiến thi vào khối A1 với 3 môn toán, vật lý, ngoại ngữ. Với em, việc trở lại ôn luyện chương trình lớp 12 là một việc không hề dễ dàng, bởi kiến thức cơ bản đã bị mai một khá nhiều. Tuy nhiên, do có sự nỗ lực cao của bản thân mà đến thời điểm này, em đã cơ bản hệ thống được kiến thức của chương trình lớp 12 và tự tin tham gia kỳ thi Trung học Phổ thông Quốc gia sắp tới để tìm cơ hội được xét tuyển vào đại học. Khi mà quay lại ôn lớp 12 là gặp khó khăn là tại vì bài 12 mình đã quên hết rồi. Dạ, nhưng mà tuy nhiên thì nhờ sự giúp đỡ của mấy thầy cô ở trung tâm, em đã dần dần củng cố lại được kiến thức và giờ là tự tin để có thể tham gia kỳ thi Trung học Phổ thông Quốc gia. Với mơ ước được học ở ngành giáo dục tiểu học, em Đặng Phương Thanh, hiện là sinh viên của Trường Cao đẳng Sư phạm Vĩnh Long, cũng đang nỗ lực hết mình để củng cố lại kiến thức đã học, với mong muốn sẽ đậu vào trường đại học với ngành nghề mà mình yêu thích. Vì vậy, ngoài giờ học ở trung tâm luyện thi, Phương Thanh còn tự học ở nhà, giải các bài toán trên mạng, các đề thi của các năm trước và thường xuyên học hỏi bạn bè để bổ sung kiến thức, rèn luyện kỹ năng làm bài. Đến giờ này, em cũng đã khá tự tin để sẵn sàng tham gia kỳ thi quan trọng sắp tới. Chính những đổi mới ở kỳ thi 2-1 vừa tạo ra áp lực, vừa tạo ra quyết tâm cho mỗi thầy cô và thí sinh để đạt được kết quả tốt nhất trong năm đầu tiên. Phương pháp làm bài, cách phân bổ thời gian sao cho hợp lý là những vấn đề các thầy cô lưu tâm trong quá trình ôn luyện cho các thí sinh. Chỉ còn hơn một tháng nữa là kỳ thi Trung học Phổ thông Quốc gia năm 2015 sẽ diễn ra. Mặc dù vẫn còn những lo âu, thách thức ở phía trước, nhưng điều dễ nhận thấy ở các trường trung học phổ thông, cả thầy và trò đều đang ôn luyện rất nghiêm túc với tinh thần quyết tâm cao để hướng đến mùa thi thắng lợi. Thưa quý vị và các bạn, đến đây chương trình giáo dục đào tạo của Đài Truyền hình Vĩnh Long kỳ này xin phép được tạm dừng. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Thân ái chào tạm biệt và hẹn gặp lại.